Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vy trong bản tin đặc biệt FPNC mùng 4 Tết Đinh Dậu. Xin mời quý vị cùng đến với thông tin quốc tế. Thưa quý vị, năm 2016 có thể được coi là một năm đầy biến động với khu vực Liên minh châu Âu EU và sự chao đảo về giá trị của đồng tiền chung Euro. Có lẽ đã tới lúc các thành viên EU và thế giới nên đánh giá lại tính khả thi và tương lai của liên minh quyền lực nhất hành tinh và đồng tiền chung này. Hiện nay câu hỏi ngược được đem ra thảo luận chính là liệu EU và đồng tiền chung Euro có phải là một mô hình liên minh kinh tế lý tưởng như thế giới từng nghĩ hay không? Và đâu là bài học cho Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN nhằm tránh đi vết xe đổ của liên minh kinh tế quyền lực này? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự đặc biệt ngay sau đây để có thể hiểu rõ hơn về vấn đề này. Ra đời vào năm 1993 với 28 nước thành viên, Liên minh châu Âu được coi là tổ chức khởi xướng vấn đề tự do thương mại và mở ra một thế giới kinh tế mới trong thế kỷ 20. Cột trụ lý tưởng khi khối này ra đời chính là khiến châu Âu xích lại gần nhau hơn, thống nhất châu Âu, thúc đẩy phát triển kinh tế. Sự thống nhất trên lĩnh vực kinh tế và chính trị sẽ giúp ổn định hòa bình tại khu vực châu Âu. Và sự ra đời của đồng tiền chung Euro được 19 quốc gia trong khối sử dụng là loại tiền tệ chung trong giao dịch giữa các nước tại châu Âu. Euro đã trở thành cái tên huyền thoại trong nền tài chính và tiền tệ thế giới. Nó mang tới cho thế giới một khái niệm về tiền tệ chung và ở quy mô 19 quốc gia. Đây không phải là một quy mô nhỏ, đồng thời nó cũng chứng minh được sức mạnh của đồng tiền chung này như thế nào tại khu vực châu Âu nói riêng cũng như trên thế giới. Xét trên thực tế, điều này dường như quá vĩ đại bởi chưa có một nơi nào trên thế giới từng tạo ra một đồng tiền chung cho cả 2-3 quốc gia, chưa nói đến 19 quốc gia. Hãy thử tưởng tượng là giống như một cuộc hôn nhân vậy, nó có thành công hay không là nhờ vào sự hòa hợp từ hai phía. Vậy một đồng tiền chung cho 19 quốc gia khác nhau thì sao? Và liệu Euro có phải là đồng tiền kỳ diệu như chúng ta vẫn nghĩ hay không? Đây cũng là một câu hỏi đã và đang được nhiều chuyên gia nghiên cứu chất vấn lại vấn đề của đồng tiền chung và chuyện gì đang xảy ra ở Liên minh châu Âu. Sự thành công của một đồng tiền chung cần phải được xác định dựa vào những yếu tố chung cơ bản giữa các quốc gia. Và trên thực tế, Liên minh châu Âu EU đã không làm được điều này. Hay nói cách khác, sự ra đời của đồng tiền chung xuất phát cơ bản từ lý tưởng về sự thống nhất hòa hợp của 28 thành viên mà chưa hề tính tới sự khác biệt về kinh tế, văn hóa, chính trị của mỗi nước. Về mặt lý thuyết thì nếu EU thực sự làm được điều này thì EU phải thực sự ngày càng vững mạnh hơn. Hay nói cách khác, khối Liên minh châu Âu và sự ra đời của đồng tiền chung Euro giống như chủ nghĩa không tưởng của Marx Lenin vậy. Khi họ đưa ra ý tưởng về một xã hội nơi không phân biệt giàu nghèo, người giàu giúp đỡ người nghèo. Và EU cũng tương tự như vậy. Trong số 19 quốc gia sử dụng đồng tiền chung Euro thì không phải toàn bộ 19 quốc gia này đều có một nền kinh tế và chính trị tương đồng. Chẳng hạn như một số quốc gia có nền kinh tế vững chắc như Anh, Pháp và Iceland khi ở trong cùng một khối với các quốc gia có nền kinh tế yếu hơn như Hy Lạp. Điều này sẽ khiến cho các nước có nền kinh tế yếu rơi vào tình trạng vay nợ, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Và thực tế điều này đã xảy ra với Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Mới đây, có hệ thống ngân hàng lớn nhất của Ý cũng rơi vào tình trạng nợ. Và hiệu ứng domino sẽ xảy ra nếu hệ thống ngân hàng của Ý sụp đổ, bởi đây là hệ thống ngân hàng đang nắm giữ 1/3 số nợ xấu của Liên minh châu Âu. EU vẫn chưa có được những chính sách phù hợp về tỷ lệ lãi suất trong hệ thống ngân hàng giữa các quốc gia này. Với hàng loạt ngân hàng châu Âu rơi vào khủng hoảng, điều này đã buộc ngân hàng trung ương ECB cùng chính phủ các quốc gia phải đưa ra những gói cứu trợ tài chính, rót vốn để giúp hệ thống ngân hàng các nước này cầm cự được trong thời gian hiện tại. Song vấn đề nằm ở chỗ ngân hàng trung ương châu Âu có thể giúp hệ thống ngân hàng tại các quốc gia này cầm cự trong bao lâu và biện pháp nào có thể thực thi phù hợp với cả 19 nước đang cùng sử dụng đồng euro, hay liệu rằng EU có nên bỏ đồng tiền chung này hay không thì đây vẫn là một trong những câu hỏi khó nhất liên quan đến sự sống còn của một trong những đồng tiền chung quyền lực nhất thế giới. Joseph Stiglitz, tác giả cuốn sách The Euro and its Threat to the Future of Europe, tạm dịch là đồng euro và mối đe dọa tới sự tồn vong của EU, cho rằng bản chất của EU ra đời đã là một sai lầm. Vì thế, đồng euro cũng là một mối đe dọa tới sự tồn vong của liên minh này. Tuy nhiên, ông cũng đưa ra hai phương án giải quyết cho vấn đề này. Hướng đầu tiên là EU phải đưa ra một kế hoạch cải cách toàn diện, phù hợp và có sự nhất trí giữa các quốc gia. Biện pháp thứ hai là phải khai tử đồng tiền chung.
Tuy vậy, đây có phải là hướng giải quyết hoàn hảo cho trường hợp của EU và đồng euro hay không, thì câu trả lời là đúng và không đúng, bởi vì mỗi một cách sẽ dẫn tới những hệ lụy riêng và ảnh hưởng tới tất cả các nước thành viên. Song, cách nào ít gây thiệt hại cho cả 28 quốc gia thì EU phải cần tự xem xét và đưa ra lựa chọn của mình. Cũng bàn về vấn đề sự sống còn của đồng euro, thì mới đây ứng viên tranh cử Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng trong vòng 10 năm tới, đồng euro có thể bị khai tử nếu hai nước trụ cột là Pháp và Đức không chung tay cứu vớt nó. Cùng với đó, nguy cơ tan rã của Liên minh châu Âu-EU là không xa. Theo như dự đoán của giáo sư Gary Litt, nguy cơ sụp đổ của EU có thể sẽ diễn ra trong vòng 2-3 năm tới. Mới đây, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2017, ông Jamie Dimon, giám đốc điều hành của ngân hàng JP Morgan Chase, cũng đưa ra ý kiến tương đồng rằng EU có thể sẽ tan rã nếu như các nước thành viên không xem xét lại tình hình của khu vực và đưa ra những chính sách thay đổi phù hợp. Như vậy, dường như những vấn đề của đồng tiền chung euro đang ngày càng hiện lên rõ ràng hơn trong tình hình của EU hiện nay. Trong viễn cảnh các nước Đông Nam Á, ASEAN, nhiều người từng có ý tưởng cho rằng ASEAN cũng nên tạo ra một đồng tiền chung cho khu vực này để có thể dễ dàng hơn trong việc giao thương. Tuy nhiên, ý tưởng đó có khả thi hay không và ASEAN cần rút ra được bài học gì từ vấn đề của đồng tiền chung euro hiện tại? Trong một bài phỏng vấn với giáo sư Gary Litt về vấn đề này, ông Gary cho rằng việc tạo ra một đồng tiền chung cho khu vực châu Á là rất khó, bởi vì mỗi nước trong khu vực Đông Nam Á đều có vị thế về kinh tế và văn hóa rất khác biệt. Vì vậy, việc tạo ra một đồng tiền chung là không khả thi. Đồng thời, giáo sư cũng cho rằng, nhìn lại bài học và những gì đang diễn ra tại khu vực EU, thì các nước trong khu vực ASEAN cũng nên xem xét và đánh giá lại vấn đề hiện đại hóa và toàn cầu hóa để có thể tôn trọng và hợp tác phát triển vững mạnh giữa các quốc gia. Vì vậy, các nước thành viên ASEAN nên xem xét những gì đang diễn ra tại EU và sự suy yếu của euro hiện tại để có những bước đi chắc chắn hơn và tránh khỏi vết xe đổ của EU mà vẫn giữ được bản sắc riêng và sự phát triển theo chính sách phù hợp với mỗi quốc gia. Còn bây giờ, trong bản tin FBNC tối mùng 4 Tết Đinh Dậu, xin mời quý vị cùng cập nhật những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Top diễn viên có doanh thu cao nhất thế giới năm 2016.